Xài giờ mùa đông qua tháng ba, tháng ba nó sẽ xài giờ mùa hè. Okay, okay, the recording is working now. Yes. Yes. All right. Let's talk about the international. International. And So what do you know about the this, the International Women's Day? What do you know about this? Lots of women say, hey, present, present. But what do you know about this? So, women? Chị nó bao qua. Yeah, all right. We can check here. History of International Women's Day. All right, so something that we, you know, when we want to know something, we can go online to the internet and find out lots of information. History. History. Where? Okay, we can read this. International Women's Day, the 8th of March, is a global day celebrating the social, economic, cultural, and political achievement of women. The day also marks a call to action for accelerating gender parity. So the general idea is that we can know more about this. So do you understand the first paragraph, two sentences, but it's a very, very unique information about the International Women's Day. Very unique. Unique. What does it mean, unique? Yeah. Being the only existing one of its type. So mình thấy gì mà nó giải thích như thế, chúng ta tập làm quen với cái cách mà giải thích của English như thế nào, chúng ta hiểu được, đoán được tiếng Việt. Nó là một cái loại chỉ tồn tại chỉ một thôi nhé, của cái loại đó, tức là nó như thế nào. Nếu bạn suy lại cái nghĩa của chữ này thì bạn đoán người ta như thế nào. Nó là cái gì đó chỉ có duy nhất thôi, độc nhất thôi. Yes. More generally unusual, thông thường là không bình thường, nó khác biệt, special in some way. Và nó đặc biệt ở một cách nào đó mà nó trở nên là đặc nhất vô nhị của duy nhất. Okay, so that's the way tiếng Anh giải thích. Bạn đọc đó, có nhiều lúc bạn hiểu tiếng Việt nhưng mà môn tiếng Anh nó explain to me không hiểu. So mình tập để sau khi bạn ra bạn tra từ điển mà English bạn hiểu được tiếng cái nồng nàn của tiếng Việt. Yes, a lot of us used to the Vietnamese
English, the English Vietnamese dictionary, and then when we look up a word in a English dictionary, we kind of stuck. We can't understand what the words really means. So practice, thậm chí là tra từ điển, anh cũng có thể tập cho nó quen cái cách. Thật ra nếu bạn sử dụng cái từ điển anh nó giúp bạn nhiều hơn rất nhiều so với cái từ điển Việt Anh. Có những cái từ rất là nhiều từ điển nó dịch có một cái nghĩa đó, nhưng mà thật ra trong cái cách dùng của các cái từ khác nhau, nó không phải cùng một tình huống nhưng nghĩa tiếng Việt mình chỉ đưa ra một cái nghĩa thôi. So dangerous, đặc biệt là khi các bạn đi làm, bạn phải ngồi type cái email là là từ điển ta điển là Việt Anh đang vô điện lên và cho bộ từ đó trong cái văn bản của mình. Now wrong words, cái người reader sẽ misunderstand the word, nguy hiểm. So in practice using English dictionary, that would be helpful. Okay, so the first paragraph is something really unique about the Women's Day, the International Women's Day. It's what? Global. Global. Yeah, it's global. It's about social, economic, cultural, and political achievements of women. The day also marks as a call to action. Call to action. What does it mean? Call to action. Kêu gọi hành động. Yes. For celebrating gender parity. Parity, chứ mà charity. Charity là từ thiện, gọi là parity. Parity. So bình đẳng, sự công bằng. Yes, parity. So gender tức là cái giới tính nam mà nào mà nam nữ. Okay, so the some words we learn. So you can read this at home, but we only focus on the first sentence and say something about the International Women's Day. Mấy hai câu đầu để nói chuyện rồi, cái sau các bạn sẽ về nhà thêm được để mình có thêm cái social knowledge. Thầy hỏi thiệt, các bạn nghe giọng của thầy trong cái video đó có mắc cười không? Đó, xong thầy nghe lại thầy thấy mắc cười quá. Cô mình đi mắc cười phải không? Mình nói vậy mắc cười phải thầy. Được rồi. Các bạn thấy bình thường đúng không? Tại có người thấy sắp chậm thì nó ngộ ngộ đúng không? Ở ngoài với trong đó khác nhau không? Em mà cũng nghe lại cho nó luôn. Nếu mình thu nhiều mình nghe quen rồi, phải tự nhiên mình lâu lâu nghe lại vẫn thấy mắc cười. Okay. Nghe thấy là lạ. Hàng ngày là thường xuyên luyện thanh à, bắt đi karaoke là luyện thanh. Tấm thầy luyện hàng ngày chứ thầy thu nhiều cái lắm á chứ. Thu xong mới nghe lại phải edit. Dancer. Tại vì sao thầy luyện giống như một số cái thì sao? Thì làm mấy cái bài phát âm á, em phải luyện mới nghe. Nghe đi nghe lại rồi theo hướng nào nó ok. Alright, so dự án tương lai lớn lắm nhưng mà có một mình à, không có người, không có tiền thuê. Nó là nguyên chương trình tiếng Anh phổ thông của cấp 3 mà có mình là làm, tự soạn nội dung và tự record everything. So this is a big project actually. But it is, and then a lot of money later on too. Mỗi bạn học sinh phổ thông thì chỉ cần 300.000 một tháng thôi. Thầy thuê giáo viên online hiện giờ ở Việt Nam có khoảng bao nhiêu đồng tiền không thầy? Nếu mà nó hot thì lấy 50% thôi. Còn quá đơn quá thì nhỉ. Từ lớp 6 đến lớp 12 luôn. Yeah, that's right. Có cái chân trời á. Cái gì với thầy á? Quay lại là không biết không biết mà.
Chiều nay anh không ăn chiếc taxi để chở anh. Bao tiền luôn không? Tại lúc là do tiền thanh của nước này. Gọi là gì? VIP student. Alright. Yes. Global means international. It also means global. Yeah, I know. But in English, we are talking about the synonyms. Cái từ đồng nghĩa synonym. Global international or có một cái chữ nữa mà cũng là một cái tính từ có thể sử dụng được. Worldwide. Yes. So, when go worldwide is the whole world, but it's a whole country. Worldwide có nghĩa là the whole world. Vậy thì the whole country thì nó như thế nào đấy? Nation, một cái gì đó mà toàn quốc. So, nationwide, worldwide. Trong toàn cái nhà. Lúc đó là không phải là housewide. Well, the housewife. But we can take care of the whole house. Alright, this is funny. Alright, so let's look back at this. You use your words, you use your understanding, and say something about the Women's Day, the International Women's Day. So, what do you think about the International Women's Day? Tan, what do you think? What do you think about the Women's Day? Is it good for you? Are you happy with it? It's so good for me, but now it's terrible. But on that day, firstly, I give some wishes. I give some wishes to many friends. On Zalo. Alright. So it used to be good, but now terrible. Why? Because you had someone hand in hand with you, right? And you do have a person to celebrate take with. Take care of. Oh, okay. Yeah, you used to have a person to celebrate with. But now I don't care anyone. Ah, okay. Yeah. So, cái cách mà bạn Hằng có thể nói đó là gì nhỉ? Someone to celebrate, tức là cái ngày 8 tháng 3 nó là lúc trước nó là đặc biệt, bởi vì tình có một người
đó để mà cùng nhau kỷ niệm cái ngày đó, để celebrate đó, to celebrate that, để cái câu đó. But now, no. Cho nên là nó trở nên terrible. Rất là khó đó, cái chữ celebrate. Cái celebrate giống như một cái kiểu là một cái kỷ niệm một cái gì đó. Ví dụ như birthday, new year, cái gì mà thường xuyên và nó không mang cái tính gọi là quá ư là formal. Yeah, something mà nó bình thường, mình kỷ niệm, mình nhớ lại thôi nha. Celebrate. All right, so yes, that's good. So how about you, Lai? I don't know about it. You don't know about it? Yeah. Why not? Because that day is not my day. Of course not. You're not a woman. I don't care. So you don't care about your mom? Oh, my mom. Your mom is a woman. Very, very busy. Very busy. So she doesn't care about what happened around. Mommy wants money. Yes. She cares all about the money. Yes. Yeah, so how about you? I ask all the men first. I am funny. Why are you funny? Because I can I live for my mom. Oh, all right. Yeah, that's good. That's all it does. But now, look, it's not funny. It's not funny because you give your mom, you give your mom a present, and people look at it. You never did that before, and then you are funny. Yeah. So something that's funny is mean it makes people laugh a lot. A comedy, if I didn't do something plays in a comedy, that makes people laugh. Doing that comedy. Yeah? These people we call comedian. In Thinh Hai. So lúc đó cũng mình funny. Còn em là, em sẽ nói là I had a lot of fun. I had a lot of fun. Có nghĩa là em rất vui, chứ không phải em rất là buồn cười. So I had a lot of fun on because I give my mom a present. Yep. So I say no, you're like, you're too fun. So be careful. Người Việt mình rất dễ bị nhầm những cái chữ này. Fun does mean happy or pleased. Pleased. Hài lòng. P-L-E-A-S-E-D. Pleased. Present. Yes. Present. Khi nào là một cái verb, có nghĩa là trình bày hay thuyết trình, thì nó là present. Yeah. So happy. Pleased. Pleased. Khi không có đi thì nó là làm ơn hay là xin mời. But when we put the ed in, it means make people feel at ease. Làm cho cảm thấy dễ chịu, cảm thấy hài lòng. Please. All right. Yes. Yeah, so that's it. No other story to make you that made you have fun. Only mom. Yes. Only mom. No girlfriend. No other lady. No, I don't have girlfriend. Don't have girlfriend now, okay. Yes, so that's all the men. Now, lady, what do you think about the International Women's Day? I don't care. You don't care? Are you sure you don't care? Nobody. Yeah.
Yeah, give me, yeah, give me. Nobody gives me presents or flowers. Không ai cho tôi tặng quà, tôi kia là hoa cả. You don't like flowers, you like presents? No, I like food. Huh? Food? Okay. Oh, okay. You like eating? Yeah. Okay, good, huh? Đó đúng là cái Facebook nó cũng có lợi hại đó. Các bạn xong đến ngày đó thấy nào là than thở, nào là chửi với. Oh, a lot of different ideas, huh? Okay, so what did you do on that day? What did you do? I went to I went to a coffee shop. The coffee shop. Yeah, with my friends. Yes. Okay. Good. Dean, what about you? What do you think about the? I received money. Money. My company. Oh, right. Yes. Okay, yes, good. Yeah. So, that day I had presents from my company, or I received. Yes, yeah. Received. Received. Yes, okay, yes. We had a small. See, what called small? Small. All right. So remember any word that I, you know, help you to correct. Try to say it again at home many times. Small. Small. Okay, it's a small house. It's a small present. It's a small body. It's a small phone. It's a small room. We make as many examples as possible that will help. That will help us to, you know, to build the habit of saying the word. Đầu nhớ thì nói thì nhiều, nhưng mà chúng ta thường hay bị lặp lại. Vì khi mình chỉ nghĩ là cái chuyện ta phải nói là, chứ ta phải nói là bạn nghĩ thôi. Nhưng mà nó vẫn tạo được một thói quen. Mình không nói ra rõ ràng. Rồi khi rồi mình nói thêm một vài lần nữa thì sẽ perfect. Bạn thấy là trong phim Hồng Kông nó luyện công lúc mà lên tới đỉnh cao rồi đâu có cần phải múa may đâu, ngồi thôi đúng không, nhắm mắt thôi, nhưng mà trên đầu nó nhảy múa lung tung những cái động tác đó là gì, bằng thinking English we can do the same. Thật ra nó là thực tế đó các bạn. When we think of something, our brains works and as it builds the habit, it builds the action, because the brain controls our body. So, what you want here, it will give the order. It will give the order. And then it gives the order. Very quickly, the order goes. Right? This talk right away. So practice thinking. Well, oh, I hate you. But I don't say out loud. I think in my mind. And I hate this. I want to practice the word hate. And I keep thinking of the word hate. Okay? Yes, so that's a way to practice English. Sometimes, not sometimes, but almost all the time, we don't have someone to talk to like this. When we're at home, we're at work, we don't have people to talk with. Okay, yes, so try to do so. Do you really like it? I mean, the last International Women's Day. Did you enjoy that day? I don't feel happy. Mm-hmm. I did. Yeah, I didn't feel happy. Why not? Because I think
I like the day of Vietnamese. Oh, October 20th. Yes. Okay. The Vietnam Women's Day. Okay. Yes. It's for you, but not the age of Mars. Huh? All right. Yes, Miss Nga. What do you think about the International Women's Day? What did you do on that day? Because I research in the morning from the same thing. Telephone call to my friend. Oh, really? Yeah. Yes, good. Before I stay home, I stay home in the last time. Spoken English, people call, or Rolong Kha. Top up is mean you make it up, you make it full, you top it up. For example, at the restaurant, when your glass of water going down, went down already, and the waiter came and say, would you like me to top it up? Yeah. So, top up card, mình không gọi là telephone card ở Việt Nam. Cái telephone card là cái thẻ mà để dùng đưa vào trong cái phone, thì nó gọi là cái phone card. Đó, nhưng mà cái thẻ để nạp tiền thì không phải là cái phone card, mà là cái below card. Yes. Bạn đi Singapore, bạn đi Thái, bạn đi Malaysia, bạn đi một số nước châu Á gọi là cái top up card in English. Không biết nó dịch từ cái ngôn ngữ gì, nhưng mà nó gọi là top up thì nó dùng English sẽ nói. But English speaking countries, they use the right word below card. Low is when you put something in. Remember low and unlow. Yeah, that's really low. Why re? Because you have credit and then you use them up and then you reload. Mình đã gọi tiền còn trong điện thoại, nhưng mà in English nó không có dùng là chữ money. I run out of money on my phone. What? Your phone got money in it? Cái điện thoại mình có tiền ở trong hả? Okay, mà nó có credit. Mình dùng tiền, mình buy cái credit, mình top up. Mình reload cái SIM card của mình.
thì lúc đó nó có cái credit. Yeah. I'll give you cái credit. Credit to make call. So something that we learn. Okay, so tiếng Việt thì điện thoại đã hết tiền rồi mọi người. Nhưng mà khi nói in English, I'm sorry, my phone ran out of credit, so I couldn't call you. I couldn't call you. Điện thoại rồi nó hết cái gì đó cái credit, tắm gọi được. Ran, phải chữ run out là hết, run out of something, tức là hết, hết cái gì đó. Hoặc là out, to be out of something, nó cũng có cái nghĩa đó luôn. Một á, khi nó run out thì là chính xác nghĩa, nhưng mà khi nói to be out of có nghĩa là nhiều cái nghĩa, nhưng cũng có một nghĩa là hết. All right, so that's Miss Mia. What about you? Nothing to say? Yes, nothing. So what did you do on the 8th of March? Get online. Get online. Get, got online. Yes. Nothing else? No, not going out? No. Oh, wow. No flowers, no present, no nothing? Just wishes. Some wishes. Okay, yes. Of course. Huh? Friends will send you wishes. So, of course. Alright, yep. So, the day. And for me? The asshole. Huh? No wishes. I'm at home all day. Yes. I was at home all day. Just get on, got online like fun. Yeah? And, you know, do the work. Yeah? But it's good on that day because I earn a lot of money. Yeah. I actually went back to my home to visit my family and, you know, stay there for about half day and I came back here. That's good. You know, to see my mom. Talks to her something, and then my brother took her to the hospital for the health checkup. The health re-checkup, sorry. Re-checkup. By car? Did they come? Alright. Health re-checkup. Okay, then I came back here. And when I came back here, my bank account comes up, came up 10 million. No, actually 9 million something, not 10. But that's good. Good business. Okay, so that's something for the the International Women's Day. Now look back to we'll go to our lesson. So in general, we can say if we like or we don't like the Women's Day. Yeah, like and dislike. So we can say so too. So do you like the Women's Day or not? The International Women's Day or not? Give your idea and say why. So first, do you like the International Women's Day? Why? Or why not? I don't like this thing. I don't like
International Women's Day. Mm-hmm. Why not? Because many women churches give presents. Okay, yeah. Giving presents. Okay. I think the last day is not important. Not important. Yes. Okay. If you love her, every day is International Woman's Day. Yeah, if you love her, and every day is a woman day. Yeah, okay. But if you don't love her, what if you didn't love her? What did you? Nếu như chuyện gì xảy ra nếu ngày mai không có yêu cô ấy, thì tất cả thì là gì? Những ngày mà cô ta là ngày gì? Hả? That's the hell. That's the hell. Yes. Đó là địa ngục. Nó chưa biết yêu là gì. Very young. Okay, so what about you, Thắng? What do you think about this? Do you like this day or not? Now, I don't really like that day. Mm. But I don't dislike that day. Okay. Because in the future, I have a wife. I have a wife, yes. I think that's why we can enjoy that day. Yeah, in the future, yes. I think the word think. Cái từ suy nghĩ think. Yes, nếu mình không có practice mà, I think cái gì đó không có chữ được. Sorry, mấy bạn có cái chữ không thể không thể có chữ được đó. Oh, I think. Yes, all right. Yeah, so in the future. I will marry. In English, they don't say I have a wife. Trong tiếng Anh, người ta không nói I have a wife. Yes. Yeah. Nó là I will get married. Tôi sẽ kết hôn. Kết hôn dĩ nhiên có wife. Sao là money mà không dùng có wife với giọng từ hả? Không phải. Kết hôn không phải có wife này. Really? Yeah. Kết hôn thì có wife. No. Thì anh này làm mẹ. Nhưng mà cái đó là những gọi là husband and wife. Yes, gọi là husband and wife. Nhưng mà không biết ai là husband and wife. Cái đó người ta không biết. Khó phân biệt, nói chung là người ta có cái của người ta mà mình đâu biết đâu. Giờ không biết. Không, người ta có cái sự phân biệt đấy. Private. Ok, thật ra là có cái sự phân biệt nhưng mà mình không có rành, mình không có công ngành, không biết rồi. Ok. Thầy còn ở như thế nào thầy? Yeah, sẽ có một người mà. Thầy còn chữ ở như thế nào? Sao hủ? Sao hủ rồi? Ông. Ông. Nghĩa là chủ tớ, đúng rồi, sao hủ. Còn chữ O kia nữa, O-W-E. Mắc nợ, thiếu nợ. All right, so we have the word. Cái này là ông, mà sở hữu. Yes. À, có phải đúng rồi không? Sở hữu. Nhưng mà cái chữ này thì là mắc nợ nghe. Cộng từ mắc nợ. Một cái là ô, một cái là ông. Cái đầu tiên có anh nào? I own a house, I own a coffee shop, I own a big car, for example. So I own, she owns. Nhưng mà chữ O kia không có gì cuối cả O, giống như letter O, giống như cái từ O thôi. And then it's mean in that, to be in that. So that's the one. All right,
So yes, in the future you get married and then you will have someone to enjoy or to celebrate with. Yeah. Phuong, do you like the Women's Day or not? From men and my friend. All right. And to give or gave. Give is a past form of the verb give. Yeah, give. Mm. Okay. Okay, nothing makes me dislike. Not don't like mình cũng này, bởi vì chính giữa câu không dùng don't được. À, mà mình sẽ nói là nothing makes me dislike this day. Không có cái gì mà làm tôi cảm thấy ghét hay đau thức cái ngày này. Mình không dùng chữ trong lại cho tình huống này được, mà nó có cái tiếp đầu của là just, có nghĩa là không. À, trái nghĩa của điều đó để nói. Yes, đó là cái thói quen của người Việt mình khi dùng mà chữ thể không đó là dùng chữ don't đưa vào. À, sau mình có cái cách để nói với động từ dislike có nghĩa là không. Hi, what do you think? Yes, I really like it. Okay. Because that's that I can't care for my girlfriend. Okay, yes. Give a present. Mm-hmm. And we can enjoy some dish in a seafood restaurant. Oh, right. Some food. What do you mean, some eat? Some dishes. Okay, so some dishes. All right, good. Huh? Tan, do you like it or you hate it? I don't know how to show my feeling because with me that day just normal day. Okay. Just a day. People go crazy. For me. In my opinion, it's just a day that people go crazy. If I don't go crazy, I'm abnormal. Ngày đó mà mình không xem một cái lời chúc nào á, thì mình trở thành không bình thường. Mình abnormal. Abnormal. Còn có chữ no, thêm vào chữ A, B, abnormal, tức là không bình thường. Không có ăn nó mà là ăn nó cái đó là cái nào mà I am sorry, I cannot tell you. Yes. Nope. Không có quy tắc, we cannot remember every words like that. We don't know the rules. But just possible, impossible, convenient, inconvenient. Huh? Thì không có biết tại sao đó, xin lỗi, cannot help you. Usual, unusual, normal, abnormal to that. Rồi mình, khi mình học cái từ mà trái nghĩa, đó, thì mình đã có động tác đó rồi. Khi mình có những tiếp đầu ngữ, thì mình đưa vào. Hoặc là tiếp vị ngữ đưa vào thì mình học luôn. Chứ còn bảo nói tại sao, thì xin lỗi, không có cách nào để nhớ. Mà để giải thích cho mình một cách rõ ràng đó. Cho nên là cứ nó vậy trong trái nghĩa rồi, học. And you. So Miss Ga, what do you think? I really like
student also like it because you have some money. Yes. Right? So, what do you like? Why do you like it? Every year or this year only? Oh, okay. So a long time you've been with that company, and every year's the same. Wonderful. Mm-hmm. Yeah, gifts from. You receive gifts from gifts or presents from friends too. Yes. All right. You like it. I don't like it. Yes, Eva, yeah, you like or dislike? Yes, now in fact, I don't really like International Women's Day. International. International. Yes. Day. Mm. So like. Yeah. But why? You don't like it. Why don't you like it? That's the reason. You like the Vietnamese Women's Day, but you don't like the International Women's Day. Why not? No reason. But besides, I feel happy. Mm-hmm. Besides me, yeah. You have more women to get together. Yes, that's right. Yeah. So, I went to the bank, every bank, and they have a cooking contest there. Yeah, on the 8th of March. Đi ngân hàng, em đi ngân hàng nông nghiệp á, ngân hàng với nông thôn. They have a cooking contest. Khi nấu ăn, mới gọi là cooking contest. Cooking contest. Not about competition. No. Contest là kỳ thi. Cái kỳ mà giống như tranh với nhau, tranh đấu với nhau. Nó không giống như exam trong các cái khóa học. Và là những kỳ tổ chức ra những cái sự kiện thi cử với nhau, sẽ gọi là contest. Cái người tham gia và nó gọi là contestant. Từ cái từ contest và vision trong các cái kỳ thi. They have a singing contest. Oh, yes. Singing contest. Singing contest. We can call that. Alright. So like and dislike. Just now. Someone else? No more? Alright. So, in general, we think of something more to say about what we like. Don't like every day. Every day, what do you like, and what don't you like? What do you dislike? Every day time. Well, I hate to get up early. I hate getting up early. I dislike getting up early. Because when I get up early, I feel headache, and I feel tired. That's every day I didn't want to sleep. So that's why I choose my job as a freelancer. I choose to be my own boss rather than to work for someone else. Ok, tôi dựa vào cái tính cách như vậy thì thầy thích là tự làm cho mình thôi, không có làm cho ai hết. Bởi vì là if I go to work for a company, I have to be on time. 7 o'clock,
and then go to the table. Okay. Yeah. All day long. That's hard. I'm here at home. Okay, this time I work. But tomorrow I say, oh, I want to go for drinking beer. Okay, goodbye class one day. And I can't have beer with friends. Ah, that's my a good thing for me. I like it. So what about you? Duyên say she doesn't like to get up early. Right? You don't like getting up early? Yes. Right, no. You don't like to get up early? No, I don't. No! Thì hiểu ý thầy không? Thầy hiểu ý thầy không? Yeah. Tức là khi mà tiếng Anh, tiếng Việt thì tiếng Việt thì dạ không, con không thích. Dạ, nhưng mà con không thích. But in English, no. Không, con không thích. Tiếng Anh phải như vậy. Yes, so mình khi mà nói là, khi nó nói mình là you don't like cooking? Yes, I do. I love it. Tức là thích nấu ăn. Còn khi mình ăn, nó không, oh no, I don't like it. It's terrible. It's dirty. It's make my nails go away. Nếu mà vô cắt hành rồi cắt luôn cái móng tay, bạn hàng á. So, mà có móng tay để cắt thì không phải chuyên gia đó phải. So đó là cái cách mà mình sẽ nói như vậy, ví dụ như là yes, tức là tiếng Anh nói yes là mình thích cái điều đó, và mình muốn điều đó, hoặc no là không. Như tiếng Việt của mình thì nó ngược lại, so các bạn cẩn thận sử dụng ngôn ngữ. Right, mặc dù nó là tiếng Việt đó, there are so many foreigners, they understand our culture. But who knows that when you go to work for a foreign company, and with a, you know, not a really friendly boss, who say the right answer. And then it's also, you know, when you use the correct way of saying in English, you use a right way of English speaking, people, you know, feel more closer, people feel closer to you. Yeah. Bởi vì sao bạn nói ngôn ngữ của người ta mà bạn thể hiện được đúng bài bản, đúng phương cách và cảm thấy dễ chịu hơn. Chứ họ phải đó, cứ sáng họ nói chuyện, Phương ơi, này kia là bắt đầu đứng rồi. Hả? Đó, nói câu nào cũng phải đoán thế. Thánh ơi, cái gì đó bắt đầu đứng đó, là cô muốn nói cái gì. Để bắt đầu cô diễn tả cô ca thì đứng đó một hồi chặt xỉu luôn. Nên là họ không, không thực sự thích lắm. Hả? Họ bắt buộc phải làm việc. Nhưng mà về nhà là họ bắt đầu complain. Yes, rất nhiều ông chủ mà có vợ ở Việt Nam, có vợ người Việt đi làm ở công ty, nói chuyện tiếng Anh với nhân viên chẳng hạn, về nhà bắt đầu khai tiền của cô người Việt, cô vợ ở nhà, yeah. Trời ơi này chị khác nói nè, rất có thường xuyên mình nghe, không đi làm bắt đầu những người vợ người Việt kết hôn với người Tây người nói tiếng Anh á, làm những công ty lớn chẳng hạn, những người tâm sự lại của mình. Tại vì ông đi qua công ty, ông chê người ta tiếng Anh, ông về nhà em làm đủ. Đó, em biết tiếng Anh, em nói chuyện với ông thì ông ok, là để em quen cái cặp đó, không sao đấy. Nhưng mà ông than thở được công ty, về nhà em làm đủ. Ông nói ông mệt, ông nói bởi vì ông cũng phải đó, ở trên em ôm xô hết. Tại vì lúc đầu khi mà hai người mới quen nhau thì là mình help cho cái cô này học tiếng Anh, training cho cô học tiếng Anh, rồi sau hai người kết hôn. Thì ông mới lên đây đưa cô bạn kia cưới xong dẫn nó bên Việt Nam là nó đi làm đó, ông đi làm bên này của công ty rồi về bên kia xong nghĩ là ở bên này vui hơn thích hơn cho vợ gần nhà nữa cho vợ online của công ty lớn bởi cái nghề của ông là cái nhân viên mà cũng ở về an ninh của máy tính cho nên là làm của công ty lớn ở bên bên này nhưng mà ông quản lý cả khu vực châu Á cũng gọi là làm gì đó khu vực của lại phải người vợ cứ than miết là em mệt với ông luôn hả thầy. Em nói mai mốt có về nhà thì là vâng đừng có kể những tiếng Anh nữa. Tôi cũng người Việt nói chuyện với ông nữa. Ông đừng có kể mấy sự vụ đó nữa. Thì những cái trường hợp giống thầy mình đang nói với các bạn để em thật chắc. Tại vì chúng ta có thể là attract được cái boss của mình, cái ông chủ của mình ở nước ngoài. Đó. Thế cơ hội gì bạn thông tiếng nó nhanh hơn. Ok. So, nếu mà bạn được phỏng vấn một công ty thật là lớn, bạn có chịu đợi 3 năm để làm để cho hoàn tất cái công việc phỏng vấn đó có không? 3 năm
Yes. 3 năm chỉ đi dự phỏng vấn có 6 lần thôi. Ăn rồi ngồi không nhà chờ và kêu phỏng vấn. Mấy người đó tưởng đâu tiêu rồi đó. Nghĩ 3 năm trời làm ăn cái nữa. Ai có ai xin việc rồi tới năm thứ 3 họ mới chốt lại cái vị trí giám đốc khu vực của Unilever. Lần đầu tiên phỏng vấn thông báo và đạt rồi, chờ kết quả, chờ gọi lại, chờ mãi cho đến một ngày 6 tháng sau có một cuộc gọi khác. Chờ mãi cho đến 6 tháng sau có cuộc gọi khác. Anh ta đã định lên hết xong rồi 3 lần mà cả năm trời và nhắc thôi nghỉ tiếp tục đi tìm việc khác rồi. Anh ta làm cũng tìm chưa được cái việc gì mà gọi là đau thì công ty lại gọi phỏng vấn tiếp. Tới 3 năm cuối cùng thì anh ta mới được nhận vào. Anh ta đạt lên hàng nghìn người để vào công ty. Yes, cái vị trí gọi là giám đốc khu vực đâu phải dễ. Lương rất là cạnh tranh, gọi là competitive salary. Competitive, tức là cạnh tranh mức độ lương hài, cao và vĩ như vậy. Lần cuối cùng đi phỏng vấn là gì? Không có phỏng vấn gì cả. Tôi ngồi rót cái rượu nói chuyện với ông Tổng ngồi chơi vậy đó. Tâm sự. Nó nguy hiểm cực kỳ, tự những câu hỏi rất là bình thường. Nhưng mà mình ứng xử như thế nào? Yes, that's right. Những người mình mời mình cái ly rượu, bắt đầu ngồi ngăn nga bên ngồi nói chuyện ở buôn mùa nhưng mà nguy hiểm cực kỳ. Cho nên mới mốt bạn đi phỏng vấn mà được sếp kêu mới vừa buôn ngồi với cái tình của nhân viên đây là hay bị đỉnh lâu rồi ngồi bàn nghiêm chỉnh rồi talk, ask question, không mời vô phòng, không mời rót đi trà, cũng nhâm nhi nói chuyện mà thăm vài câu thì hãy cẩn thận. Nó thấy ông vui quá cái hè nói chuyện cái gì cũng ông hỏi cái kể hết trơn hôm qua đi nhậu với ai hôm qua đi sao. Alright, mình phải cẩn thận những trường hợp đó. Thật ra những người đó là những người thật sự là gọi là gì đó superior high level top rồi nhé. Họ rất là siêu về cái nhận mặt nhìn bạn là cảm nhận nghe nhận xét qua những cái cách phán đoán, cách đối chuyện của bạn, cách phản ứng của bạn, cách cư xử của bạn. So, nếu mà giả sử mình muốn làm một công ty mình đi phỏng vấn vậy, bạn sẽ gặp những trường hợp như vậy. Mình cũng gặp rồi. Nhưng mà may quá là có người báo mình biết trước, mình có trình nóng. Alright, so no problem. Mình cứ relaxing và như bình thường. Mình vẫn là chính mình, không sao cả. Alright, so thật ra là gợi ý cho các bạn đến cái phần kỳ để nói là likes and dislikes. And remember that we are going to go deeper in this. Và đấy cái nội dung bài nó simple đúng không? Nhưng chúng ta sẽ khai thác nhiều lắm. Bạn xem cái slide mà mình gợi ý ở trên cái nhóm Facebook của mình thì nó chưa có hoàn chỉnh. Tuy nhiên có những cái plans, một cái space so for những cái blank page. Thì những cái đó là những cái vocabulary mình sẽ làm. And then also we will explore a lot of things. Explore a lot of real things. Maybe talk like this. And we find out, we learn more vocabulary. For example, we talk about food. We may look into fruit. Name of the fruit. For example. So you can, you know, check through internet and find out the words. Fruit. Durian, rambutan, for example. Or we talk about food, you can name some Chinese food. You can name some Italian food, for example. Yes, hiểu ý này lắm nha. Các bạn thêm về nhà ra trước những cái chủ đề mà đang còn hẳn trăm, còn mở mình chưa thể đưa được vào. Cái này chỉ gợi ý được một số, nhưng trong kia chúng ta sẽ khai thác nhiều hơn. And learn and practice. Okay, so chưa hết giờ hả? Nhưng mà okay, mình dừng sớm ngày hôm nay mình làm như vậy thôi. And okay, không có gì để nói nha. Hết biết nói gì rồi. Mình nghỉ sớm tí xíu. Các bạn về nhà mình xem trước những cái phần này. And chuẩn bị những cái phần tiếp theo. Đưa bụng mà. Đang chuẩn bị. Em đẩy